Em xin giới thiệu, em tên là Lê Hồng Sơn, đến từ Hà Nội. Và mọi người thường biết em qua biệt danh là Sơn Lê. Hiện tại thì công việc chính của em đang là nhà sáng tạo nội dung, dancer và một streamer ạ. Sơn Lê Hồng Sơn. Bạn có muốn được tự do tài chính với thị trường chứng khoán, một kênh đầu tư hấp dẫn? Bắt đầu đầu tư ngay hôm nay chỉ với 500.000 đồng, với 3 phút đăng ký để có ngay tài khoản giao dịch tại Kiss Việt Nam. Ông xui đang nói với bà xui. Hãy làm gì là mình thì cưới nhau đi. Hãy làm gì là mình thì cưới nhau đi. Thời gian kia đi qua vội lắm ai ơi. Cho anh xây tình nồng trọn kiếp bên em. Bạn có muốn được tự do tài chính với thị trường chứng khoán, một kênh đầu tư hấp dẫn? Bắt đầu đầu tư ngay hôm nay chỉ với 500.000 đồng, với 3 phút đăng ký để có ngay tài khoản giao dịch tại Kiss Việt Nam. Sắm thì cứ sắm, mà mua thì cứ mua, đừng hỏi tại sao anh nông chiều. Sắm thì cứ sắm, mà mua thì cứ mua, mọi thứ thì đã có anh đầy lo. Xăm luôn, xăm luôn, rước luôn, rước luôn, rước luôn. Chần chờ chi, phải cứ đau đầu, phải nghĩ suy. Tiên em bước lên chương trình ở đây hãy ký thì lúc đầu cũng khá là run. Tức là lần đầu tiên mở cánh cửa ra thì cảm giác kiểu đang bị khớp, em vẫn chưa quen lắm. Thì nhảy cảm giác vẫn đang hơi run một chút, nhưng mà dần dần những vòng sau là em bắt đầu quen dần với cả sân khấu. Và lúc đấy chỉ có nghĩ là nhảy và thỏa sức đam mê thôi, và cứ trải hết mình thôi, và không nghĩ gì thêm ạ.